Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Vào trưa ngày 3 tháng 12, chính quyền địa phương đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy chợ Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ 40 tại một quầy hàng trong khuôn viên chợ Khe Tre. Sau đó, tiểu thương phát hiện vụ cháy, báo cho ban quản lý chợ và lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huy động 9 xe chuyên dụng và 70 cán bộ chiến sĩ chữa cháy, 190 người thuộc lực lượng công an huyện, xã, công an bán chuyên trách và bảo vệ dân phố tham gia dập lửa. Ngoài ra, còn huy động các lực lượng khác như bộ đội, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia chữa cháy, giúp các tiểu thương sơ tán hàng hóa. Đến khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thống kê, có 2.180m2 khu chợ Khe Tre bị thiêu rụi, 335 sạp hàng và ki-ốt bị cháy, không gây thiệt hại về người. Trong sáng sớm cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi họp khẩn với huyện Nam Đông và các đơn vị, cơ quan chức năng đã hoan nghênh lực lượng tại chỗ và cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã rất nỗ lực để tiếp cận hiện trường, dập tắt đám cháy. Ông Phan Quý Phương yêu cầu huyện Nam Đông và các ngành liên quan tập trung nhân lực để dập tắt hoàn toàn đám cháy, bảo đảm tuyệt đối không để người dân vào trong khu vực cháy, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, ổn định tình hình. Trước mắt, cần nhanh chóng lập đoàn liên ngành thống kê thiệt hại, sớm hỗ trợ tiền lương để chia sẻ, giúp các tiểu thương vượt qua khó khăn trước mắt. Về lâu dài cần giãn nợ, hỗ trợ lãi suất và một số chính sách, cơ chế hỗ trợ hợp lý. Đồng thời, chính quyền huyện khẩn trương bố trí một địa điểm làm chợ tạm cho các tiểu thương buôn bán, đảm bảo điều kiện tối thiểu, ổn định cuộc sống sau vụ cháy.